Chào các em, hôm nay chúng ta đi vào bài học mới, hiện tượng quang điện. Hiện tượng quang điện là một bài học nằm trong cái chương 6 về lượng tử ánh sáng. Trong bài lượng tử ánh sáng thì trong chương lượng tử ánh sáng thì cái bài hiện tượng quang điện em học qua các cái nội dung. Thứ nhất, hiện tượng quang điện. Thứ hai, định luật về giới hạn quang điện. Thứ ba, thuyết lượng tử ánh sáng. Thứ tư là chúng ta dùng thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích từ các hiện tượng quang điện. Hiện tượng quang điện. Đầu tiên chúng ta đi vào phần 1, hiện tượng quang điện. Thứ nhất, phần 1 nhỏ, thực hiện thí nghiệm của Hertz về hiện tượng quang điện. Heinrich Hertz, nhà vật lý người Đức, sinh năm 1857 và ông mất năm 1894. Năm 1887, ông ta tiến hành thí nghiệm, ta gọi là thí nghiệm về hiện tượng quang điện. Thì thầy giới thiệu, đây là một cái bình chân không, phía trên có gắn một cái lá nhân. Đây là chúng ta làm cho cái lá nhôm nó nhiễm điện, thì hai lá điện nghiệm này nó đẩy nhau. Chúng ta đang chờ thời gian để cho nó cân bằng. Như vậy là kim điện kế cân bằng thì nó vẫn đẩy nhau. Thông thường khi không lá nhôm không nhiễm điện thì kim điện kế này nó sẽ chịu tác dụng trọng lực, thì nó sẽ theo phương thẳng đứng. Bây giờ chúng ta dùng ánh sáng của đèn hồ quang điện chiếu vào lá nhôm. Các em quan sát kim điện kế. Từ từ kim điện kế nó đã xếp lại. Như vậy, lúc ban đầu cái điện nghiệm của nó, hay cái lá điện nghiệm nó đẩy nhau là do cái lá nhôm này tích điện âm. Cả hai tích điện âm cùng dấu, như vậy tương tác nhau bằng lực đẩy. Khi mà chúng ta chiếu ánh sáng của hồ quang điện vào bề mặt của lá nhôm thì lúc này lực đẩy không tồn tại. Điều đó chứng tỏ là cái điện tích âm trên nhôm đã mất đi. Như vậy, rõ ràng là ánh sáng hồ quang điện đã làm cho tấm nhôm không còn tích điện nữa. Thì cái hiện tượng lá nhôm này không còn tích điện âm như hồi nãy là do electron nó đắp bật ra bên ngoài. Người ta gọi đó là hiện tượng quang điện. Nếu mà chúng ta làm thí nghiệm với tấm cảm tích điện dương thì cái kim tĩnh điện kế đó có bị thay đổi góc lợt hay không? Là tại sao? Thì đây là cái thí nghiệm mô phỏng về tấm cảm tích điện dương. Như vậy tấm cảm tích điện dương thì hai lá điện nghiệm vẫn đẩy nhau. Nhưng lúc này chúng ta chiếu cái nguồn sáng vậy. Nguồn sáng hồ quang điện vậy. Như là khi chiếu nguồn sáng hồ quang điện vào thì hai lá điện nghiệm vẫn đẩy nhau, góc lợt của nó vẫn có. Như thí nghiệm ban đầu thì nếu tấm cảm điện âm thì hai lá điện nghiệm từ từ sẽ xếp lại, điện tích âm sẽ bật ra ngoài. Vì trong thí nghiệm này, điện tích âm là electron vẫn tiếp tục bật ra ngoài, nhưng dưới tác dụng của lực tĩnh điện, đó là hai điện tích trái dấu, đó, nó tương tác làm cho electron bật ra rồi lại kéo trở lại miếng nhôm. Vì vậy là miếng nhôm vẫn nhiễm điện không thay đổi. Em đi vào phần 2, định nghĩa. Hiện tượng quang điện thì trong trường hợp này là cái hạt lá trong nó bật ra ngoài luôn, người ta gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Là hiện tượng ánh sáng làm bật cái trong ra khỏi bề mặt kim loại. Thì cái nội dung đó tôi gọi là định nghĩa hiện tượng quang điện. Em xem trong trường hợp làm lại thí nghiệm, nhưng lúc này cái đường đi của ánh sáng hồ quang điện chiếu qua cái tấm thủy tinh, thì xem có hiện tượng quang điện có xảy ra không. Đây chúng ta vẫn tiếp tục làm cho cái lá nhôm nhiễm điện. Đây là nhiễm điện âm. Nghe lá điện nghiệm nó vẫn đẩy nhau.
Bây giờ chúng ta dùng miếng thủy tinh và ánh sáng hồ quang điện. Khi chiếu ánh sáng hồ quang điện xuyên qua tấm thủy tinh đến bề mặt tấm nhôm, thì lúc này chúng ta thấy hai lá điện nghiệm nó không xếp lại, chứng tỏ electron không mất đi. Nhưng chúng ta lấy tấm thủy tinh ra thì lá điện nghiệm nó xếp lại. Như vậy là vì sao không có tấm thủy tinh thì hiện tượng quang điện xảy ra, mà có tấm thủy tinh thì hiện tượng không xảy ra? Thì các em nhớ kiến thức cũ đó, đó là nước và thủy tinh hấp thụ rất mạnh tia tử ngoại. Như vậy trong nguồn sáng hồ quang điện là phát ra cái nguồn tia tử ngoại mạnh, nó gây ra hiện tượng quang điện. Khi chúng ta dùng tấm thủy tinh chặn ngang đường đi của cái tia sáng của hồ quang điện thì tấm thủy tinh này nó chắn và hấp thụ đi cái tia tử ngoại, và tia tử ngoại không chiếu đến cái tấm nhôm nữa, vì vậy là tấm nhôm không có gây ra hiện tượng quang điện. Em đi vào phần 2, các định luật về quang điện. Em xem phần thí nghiệm thì cũng giới thiệu các em đây là bộ thí nghiệm về hiện tượng quang điện, nhưng đã được cái lắp đặt một cách hoạt động rất tốt. Thứ nhất là nguồn sáng, bên đây là cái tế bào hồ quang điện, nó là tế bào gây ra hiện tượng quang điện. Một điện kế ghê này nè, để xem cái tế bào quang điện này có sinh ra cái dòng điện hay không. Còn bên đây là một cái von kế để chúng ta áp vào hai đầu của tế bào quang điện, nghĩa là chúng ta cắt cái nguồn nôi. Còn phía trước này chúng ta có ba cái kính lọc sắt, hai ba kính lọc sắt, kính đỏ, kính màu lục và kính màu lam. Chứ nữa chúng ta dùng các nguồn kính lọc sắt này để mà chọn lựa ánh sáng đơn sắc chiếu vào cái tế bào quang điện. À, đây là chúng ta bật nguồn lên, cắt cái nguồn của nó một cái hiệu thế nhất định, à, cắt một hiệu thế nhất định. Tế bào quang điện vẫn chưa sinh dòng điện, kim điện kế vẫn chỉ ở vị trí số 0. Bây giờ chúng ta bật nguồn sáng chiếu vào tế bào quang điện. Lúc này chúng ta thấy là cái kim điện kế bắt đầu lạc. Khi mà cường độ sáng nó tăng dần thì bắt đầu nó lạc càng ngày nó càng nhiều hơn. Ví dụ thì chỉnh ở vị trí là chỉ số của nó là 50. Vậy đây là nguồn sáng trắng, hay nguồn sáng trắng chiếu vào nó gây ra hiện tượng quang điện. Kim điện kế là chứng tỏ có dòng điện sinh ra. Giờ đầu tiên chúng ta dùng kính lọc sắt màu đỏ, có nghĩa là trong nguồn sáng trắng chúng ta chặn các cái ánh sáng khác còn lại, chỉ có ánh sáng màu đỏ đi qua thôi. Thì lúc này ánh sáng màu đỏ chiếu vào tế bào quang điện thì dòng điện nó không sinh ra, có nghĩa là hiện tượng quang điện không xảy ra. Thì các em đã biết trong ánh sáng đơn sắc thì cái vùng ánh sáng màu đỏ là có bí sóng dài nhất trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Như vậy là đối với ánh sáng màu đỏ là không ra hiện tượng quang điện đó trong trường hợp này. Chúng ta lấy ánh sáng màu lục, kính lọc màu để đưa ra ánh sáng màu lục. Thì trong trường hợp này thì cái kim điện kế nó có lạc đi chút đỉnh nào đó, à, nhưng cũng gần như là bằng không, hiện tượng quang điện gần như không xảy ra. Như vậy là cái màu lục bước sóng nó ngắn hơn màu đỏ một chút. Thứ ba, lúc này chúng ta dùng kính lọc sắt màu lam. Thì khi dùng kính lọc sắt màu lam thì các em nhìn thấy kim điện kế nó lập rất là rõ. Không nào? Như vậy là ánh sáng màu lam bắt đầu gây ra hiện tượng quang điện. Vậy từ cái thí nghiệm này nè, chúng ta quan sát không phải ánh sáng nào cũng gây ra được hiện tượng quang điện. À, ở đây chúng ta thấy ánh sáng màu lam mới gây ra hiện tượng quang điện trong trường hợp này. Còn ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục không gây ra hiện tượng quang điện. Thì từ nhiều cái thí nghiệm đó, các nhà khoa học rút ra để xây dựng được một cái định luật về giới hạn quang điện.
Em đi vào phần B, định luật. Luật được phát biểu như sau: đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng lambda ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện lambda không của kim loại đó mới gây ra hiện tượng quang điện. Vì vậy chúng ta ghi cái biểu thức là lambda bé hơn hoặc bằng lambda không. Lambda này có nghĩa là bước sóng của ánh sáng chiếu vào, và gọi là bước sóng ánh sáng kích thích. Lambda không là giới hạn quang điện của kim loại. Mỗi kim loại sẽ có một giới hạn quang điện khác nhau. Em chú ý, đây là định luật quang điện. Trong sách giáo khoa chỉ chú ý về ánh sáng, bước sóng của ánh sáng kích thích và giá trị giới hạn của quang điện của kim loại. Thì kinh nghiệm trong cái quá trình học tập thì cái hiện tượng quang điện không phải lúc nào chúng ta cũng phải dựa vào bước sóng, thì tùy theo cái nội dung bài. Nếu mà từ cái công thức lambda nó bén lambda không thì thực chất thì nó đi từ công thức là năng lượng photon của ánh sáng chiếu vào lớn hơn hoặc bằng công thức của electron quang điện, thì chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được là tần số của ánh sáng chiếu vào sẽ lớn hơn tần số giới hạn của kim loại. Tương tự, bước sóng ánh sáng chiếu vào phải bé hơn hoặc nhỏ hơn giới hạn quang điện của kim loại đó. Như vậy thì chỗ này các em có thể là nắm luôn cùng một lúc ba cái dữ kiện này, tùy theo bài ta vận dụng một cách linh hoạt, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải dùng lambda bé bằng lambda không. Cái bảng giá trị giới hạn quang điện lambda không của các kim loại thì các em nhìn lên trên màn hình các em thấy đấy, đối với mỗi kim loại á thì nó có một cái giới hạn quang điện nhất định. Thì giá trị quang điện này là do các nhà khoa học người ta đo đạc trong phòng vật lý ha, người ta ghi nhận lại mỗi kim loại nó có một giá trị nhất định, và cái giá trị quang điện của mỗi kim loại này ta gọi là đặc trưng cho kim loại đó. Như vậy thì các em nhìn này, kim loại như bạc, đồng, kẽm, nhôm thì giá trị nó nằm từ 0,26, 0,30, 0,35. Những bước sóng này nó nằm ở lân cận ở cái vùng ánh sáng tử ngoại. Như vậy để gây ra hiện tượng quang điện cho các kim loại thì thường là ánh sáng tử ngoại, tại nó bé hơn, thì nó bé hơn những giá trị này. Vậy trong vùng ánh sáng nhìn thấy không thể gây ra hiện tượng quang điện cho các kim loại. Còn những kim loại kiềm, ví dụ như là canxi, natri, kali, cc thì nó đi từ 0,45, 0,50, 0,55, 0,60 và nó nằm trong cái vùng ánh sáng nhìn thấy. Vậy thì hiện tượng quang điện trong vùng ánh sáng nhìn thấy thì có khả năng gây ra hiện tượng quang điện đối với các cái kim loại kiềm. Thì chỗ này là phần chú ý phân tích dữ kiện cho mấy em thôi. Thường thì chúng ta làm bài ta dựa vào số liệu ta biết được lớn nhỏ, nhưng về mặt định tính thì các em phân biệt kim loại kiềm và cái kim loại, và chúng ta biết được cái vùng ánh sáng giới hạn của nó. Thì tóm lại, kim loại vùng ánh sáng giới hạn của nó là vùng tia tử ngoại, còn kim loại kiềm thì vùng ánh sáng tử ngoại ánh sáng giới hạn của nó là vùng ánh sáng nhìn thấy. Có thể vận dụng kiến thức vật lý nào để giải thích định luật về giới hạn quang điện? Các em để biết rõ điều này thì các em đi vào cái định luật đó, phần 3, thuyết lượng tử ánh sáng. Đầu tiên là giả thuyết của bà Lăng. Bà Lăng là nhà vật lý của người Đức, sinh năm 1858 và ông mất năm 1947. Bà Lăng đưa ra một cái giả thuyết lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay là phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng H nhân cho F, trong đó F là tần số của ánh sáng được hấp thụ hay là phát xạ. Còn H gọi là hằng số Bà Lăng, thì hằng số này sẽ có một giá trị cụ thể ha.
Giả thuyết bà Lan có sự khác biệt về cái quan điểm thông thường về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng hay không? Phần 2, lượng tử năng lượng. Thì đối với mỗi photon ánh sáng, có nghĩa là chúng ta hiểu ánh sáng bây giờ không phải là từng tia nữa, mà trong ánh sáng nó tạo ra từng hạt. Mỗi một hạt đó người ta gọi là một lượng tử, hay mình còn dùng từ là một photon. Năng lượng của một photon người ta gọi là lượng tử năng lượng, hay mình nói nó là năng lượng của một lượng tử, thế nào cũng được cả. Trong đó H thì bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 joule nhân giây, được gọi là hằng số Planck. F là tần số của ánh sáng, lambda là bước sóng của ánh sáng, C là vận tốc của ánh sáng trong chân không, còn S là lượng tử năng lượng, hay các em gọi là năng lượng của hạt lượng tử, hay là năng lượng của hạt ánh sáng, hay ta gọi là năng lượng của hạt photon, cái nào cũng được cả. Phần 3 nhỏ, thuyết lượng tử ánh sáng. Thì trong giai đoạn sự hình thành của nội dung về lượng tử ánh sáng, thì giai đoạn này nhà hóa học Einstein người Đức, ông ta đưa ra một cái nội dung tổng quát về lượng tử của ánh sáng. Thứ nhất, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang một năng lượng bằng h nhân f. Trong chân không, photon bay với tốc độ 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây dọc theo các tia sáng. Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc là hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một photon. Photon chỉ tồn tại ở trạng thái chuyển động, không có photon đứng yên. Thì cái nội dung của bốn nội dung này ta gọi là nội dung thuyết lượng tử ánh sáng. Mà đã nói là thuyết thì các em phải học theo cái quan điểm của các nhà vật lý người ta đã đưa ra, thì những nội dung này sẽ giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên liên quan về lượng tử ánh sáng. Vậy cái điều quan trọng trong phần này đó là giờ này chúng ta có một cái suy nghĩ khác về ánh sáng, đó là ánh sáng nó tạo thành từng hạt người ta gọi là photon. Và cái điều quan trọng nữa là mỗi lần nguyên tử hay phân tử nó phát xạ hoặc là hấp thụ thì nó chỉ phát xạ hoặc hấp thụ một photon mà thôi. Nên mỗi lần nó chỉ thực hiện một hạt thôi. Chúng ta cần chú ý những điểm đó. Giải thích định luật phân biệt về giới hạn. Thì theo Einstein, hiện tượng quang điện xảy ra là do sự hấp thụ photon của ánh sáng kích thích của electron. Do đó, muốn xảy ra hiện tượng quang điện thì phải cung cấp cho electron một công thoát thắng các lực liên kết. Công này người ta gọi là công thoát A. Năng lượng của photon để giải phóng một liên kết electron á, thì lúc này năng lượng electron S long phải lớn hơn công thức A. Vậy từ đó chúng ta triển khai công thức S long là bằng HC chia lambda lớn hơn hơn bằng A. Vậy từ đó suy ra là lambda luôn bé hơn hoặc bằng HC chia cho A. Vậy thì chúng ta đặt cái lambda không là bằng HC chia A, từ đó ta suy ra là lambda bé hơn lambda không. Như vậy, cái công thức đem tính năng lượng photon S bằng HF hoặc là bằng HC chia lambda thì cái công A này nè các em cũng tính tương tự giống vậy, là A bằng HC chia lambda không. Có điều lambda không ta gọi là giới hạn quang điện. Em tiếp theo phần kiến thức lượng tính sóng hạt của ánh sáng. Vì giờ này, nếu chúng ta đã học kiến thức ở chương 5, ánh sáng có bản chất là sóng.
thì ở trương lượng từ ánh sáng, lúc này ánh sáng lại có bản chất là hạt, lượng tử có nghĩa là hạt nha, tia sáng chia ra thành từng từng hạt. Như vậy các em cần phải hiểu kỹ như thế này, nói với ánh sáng thì ánh sáng cùng một lúc có hai bản chất, thứ nhất là tính chất sống, thứ hai là tính chất hạt. Nhưng tính chất sống và hạt này nè, nếu ánh sáng có bước sóng càng lớn thì cái bản chất sống càng mạnh. Đương nhiên nó cũng có tính chất hạt nữa, nhưng lúc này tính hạt của nó yếu đi. Ngược lại, nếu ánh sáng có bước sóng càng càng ngắn hay gọi là càng nhỏ thì tính chất hạt của nó càng mạnh. Nhưng tính chất sống của nó thì yếu đi. Vì vậy trong ánh sáng, tính chất sống thường thể hiện qua cái hiện tượng giao thoa ánh sáng. Thì trong giao thoa cái khoảng văn y bằng lambda nhân d chia a đấy, nếu lambda càng lớn thì khoảng văn càng lớn, chúng ta dễ dàng quan sát hiện tượng giao thoa, thành ra cái bản chất sống càng mạnh thì cái văn giao thoa của nó càng lớn. Thể hiện tính chất sống nữa là hiện tượng tán sắc hay tán sắc của ánh sáng. Những thí nghiệm này là đặc trưng cho cái tính chất sống của ánh sáng. Còn trong cái tính chất hạt á, là thể hiện khả năng đâm xuyên, có nghĩa là cái photon có thể xuyên qua các cái vật thôi nè. Nếu mà bước sóng càng ngắn thì cái tính đâm xuyên của nó càng mạnh. Tác dụng quang điện thì chúng ta đã thí nghiệm hiện tượng quang điện ở phần 1 đó. Nếu bước sóng càng ngắn thì càng dễ làm electron bật ra bề mặt kim loại. Vì lúc này cái những ánh sáng có bước sóng ngắn thì dễ dàng gây ra hiện tượng quang điện. Tác dụng ion hóa nó cũng thể hiện về mặt năng lượng. Nếu một môi trường không khí hay một môi trường chất khí nào đó, các ánh sáng có bước sóng ngắn chiếu xuyên qua thì cái môi trường đó các cái nguyên tử khí, cái phân tử khí nó bị nhiễm điện, ta gọi là ion, ion hóa. Tác dụng phát quang có nghĩa là những ánh sáng có bước sóng càng ngắn thì nó dễ dàng làm cho các chất khác phát quang. Đây là hai cái tính chất sống và hạt của ánh sáng. Phần còn lại chúng ta sẽ vận dụng phần bài tập. Nhưng trước khi vận dụng phần bài tập thì các em cần chú ý như thế này. Bài tập về hiện tượng quang điện là một bài tập không khó. Nó chỉ có hai cái công thức, đó là cái công thức về năng lượng photon ánh sáng, hay ta gọi là năng lượng lượng tử. S bằng H nhân F bằng H nhân cho C chia lambda. Công thức thứ hai đó là cái công thoát A, nó cũng giống như vậy. A bằng HC chia lambda không, nó giống y gan thế thôi. Và cái thứ ba đó là cái chúng ta dùng cái điều kiện quang điện để gây ra hiện tượng quang điện thì bước sóng ánh sáng kích thích lambda phải bé hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại lambda không. Nhưng các em lại thường làm sai là bởi vì các em hay mắc phải là cái chỗ đơn vị các em giải các em không có quan tâm đó. Như vậy thì thầy nhắc lại, thứ nhất là đơn vị về năng lượng đơn vị là joule, ta ký hiệu chữ J. Thông thường thì năng lượng trong đề người ta thường cho theo đơn vị me electron volt, ký electron volt và electron volt. Nếu chúng ta gặp những đơn vị này thì các em đổi về đơn vị là joule. Như vậy thì nếu chúng ta tính từ nhỏ đến lớn là 1 electron volt bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Đây là kiến thức chúng ta học ở lớp 11. 1 ký electron volt thì nó bằng 1.000 lần electron volt, thành ra các em sẽ nhân thêm 10 mũ 3 thì nó còn là 1,6 10 mũ trừ 16. 1 me electron volt thì nó cũng tương tự vậy, nó gấp 1.000 lần ký electron volt, thành ra là 1 me nó bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 joule. Thứ hai, đơn vị của tần số, đơn vị là hertz. Nếu đề cho đơn vị megahertz thì chúng ta đổi ra hertz là nhân 10 mũ 6. Nếu đơn vị là kilohertz, ta đổi ra hertz là nhân 10 mũ 3. Tương tự về đơn vị của bước sóng là một đơn vị chiều dài, đơn vị là mét. Thì thông thường thì người ta hay cho đơn vị khác, nếu mà đơn vị mili thì các em đổi ra là 10 mũ trừ 3 mét. Đơn vị micro thì các em đổi ra 10 mũ trừ 6 mét. Đơn vị nano chúng ta đổi ra 10 mũ trừ 9 mét. Và đơn vị picomet thì chúng ta đổi ra là 10 mũ trừ 12 mét. Thì cái này là cái quan trọng. Nếu mà làm bài tập các em sơ suất ở phần đơn vị thì chúng ta sẽ có những cái kết quả không chính xác.
Thì chúng ta vào làm các cái bài tập mẫu. Câu 1. Chiếu một chùm bức xạ có bức sóng lambda vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu lambda bằng. Như vậy thì ở đây là người ta chỉ hỏi cái điều kiện hiện tượng quang điện thôi. Các em xem cái bài học phía trên chúng ta vừa học đó. Thì thầy nhắc lại. Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là lambda phải bé hơn bằng lambda không. Nhưng trong đề các em chú ý là đề yêu cầu chúng ta hỏi á, hỏi chúng ta hiện tượng quang điện không xảy ra. Nên nó ngược với cái định luật là điều kiện xảy ra. Vậy ở đây nó không xảy ra. Như vậy để không xảy ra thì ánh sáng, bước sóng ánh sáng kích thích phải lớn hơn lambda không, nó sẽ ngược lại định luật đó này. Như vậy thì các em nhìn vào trong đề chúng ta tóm tắt, chúng ta chú ý ở các cái giá trị chỗ này ha. Thì các em thấy là 0,36 micromet này nè, cái này người ta gọi là giới hạn quang điện, có nghĩa nó là lambda không. Vậy để hiện tượng quang điện xảy ra thì cái lambda phải bé hơn, còn không xảy ra thì cái lambda phải lớn hơn lambda không. Vậy trong trường hợp này để không xảy ra, bước sóng kích thích phải lớn hơn. Thì các em nhìn bốn đáp án thì rõ ràng chúng ta thấy cái đáp án của B giá trị 0,42 nó sẽ lớn hơn 0,36. Vì vậy các em sẽ chọn đáp án câu này là câu dễ, chọn câu B 0,42 micromet. Bài tập số 2. Giới hạn quang điện của kim loại là 0,75 micromet. Vậy thì các em cũng cần phải xác định các cái giá trị trong bài. Vậy là giới hạn quang điện cái này là cái gì? Là lambda không. Biết hằng số và lăng là h 6,625 10 mũ 34 joule nhân giây. Tốc độ ánh sáng trong chân không là 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Thì quá trình làm bài viết các em sẽ thuộc những con số này. Người ta kêu mình tính công thoát electron khỏi kim loại này là. Vậy thì đương nhiên ta hỏi vấn đề gì? Đó là ta hỏi về giá trị A. Vì cái bài toán này đơn giản, ta học từ công thức bài học ra, công thoát A bằng HC chia lambda 0. Giờ chúng ta thế số vào, chúng ta bấm. Nhưng đặc biệt là lambda 0 phải đổi ra mét. Thì vậy trong cái đề thầy đã đổi luôn cái đơn vị trong lúc tính toán. Thì trong công thức thầy có thể số luôn nè, chỗ này là đã đổi ra, đã nhân 10 mũ trừ 6 rồi đó. Kết quả ta được là 2,65 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Thì sau khi chúng ta chia ra như thế này thì các em hãy kiểm xem coi nó có trùng với đáp án nào không. 2,65 10 mũ trừ 19 thì thầy thấy nó là giống với đáp án A rồi. Như vậy thì chúng ta chọn đáp án A là được rồi. Còn trong trường hợp mà đơn vị không phải là joule, đơn vị evon, electron vol đó, hoặc là ký electron vol, me electron vol, nếu như vậy thì chúng ta lại tiếp tục chuyển đổi về đơn vị để xem có giống không. Còn trong bài này thì chúng ta có đáp án vẫn là 2,65 10 mũ trừ 19. Em chọn đáp án A đúng không? Câu 3. Biết hằng số bờ lăng h bằng 6,625 10 mũ trừ 34 joule nhân giây. Tốc độ ánh sáng trong chân không 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Trong chân không, năng lượng của mỗi photon ứng với ánh sáng có bước sóng 0,45 micromet bằng. Vậy thì chẳng qua cái dạng này cũng giống như câu 2, nhưng câu 2 thì người ta kêu mình tính về công thoát, còn câu này người ta kêu mình tính về cái năng lượng photon. Thôi nè, giống như thầy vừa nói, nhìn vào các đáp án thì đáp án đều tính ở đơn vị evon, me electron vol. Như vậy khi các em tính ra đơn vị là joule thì các em chú ý đổi về các đơn vị evon trước xem có đáp án không, nếu không thì đổi về me evon. Để ta dễ dàng là s long bằng hc chia lambda, và các em thấy số vào trong đó bước sóng 0,45 mét, chúng ta đổi ra mét là 0,45 nhân cho 10 mũ trừ 6. Thì các em bấm ra được đáp án là 4,2 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Nhưng lúc này dò vào đáp án ABCD thì chúng ta không thấy có đáp án nào là joule cả, nên không có khớp.
Vậy thì chúng ta đổi ra đơn vị Airborne là các em lấy con số này chia cho 1,6 10 mũ trừ 19 thì các em được là gần bằng 2,76 Airborne. Như vậy thì 2,76 Airborne chúng ta có đáp án là cô Giang. Chúng ta có đáp án là cô Giang. Cuối cùng thầy làm thêm một bài 4 mẫu nữa. Thì phần còn lại các em sẽ làm rèn luyện cái phần vượt câu hỏi cũng có cuối bài ha. Thì trong bài này là cho hằng số, cho tốc độ ánh sáng nè. Công thoát electron của kim loại A bằng 7,5 10 mũ trừ 19 joule. Thì đơn vị joule này là chuẩn rồi nè. Xét các bức xạ có bước sóng lambda 1 0,18 micromet, lambda 2 0,21 micromet, lambda 3 là 0,28 micromet. Bức xạ gây ra hiện tượng quang điện trên là, vậy đây chúng ta có đáp án. Như vậy thì để biết được cái bài toán này là hiện tượng quang điện có xảy ra đối với cái bước sóng của ánh sáng nào hay không thì đương nhiên chúng ta dùng điều kiện quang điện. Nhưng khi các em nhìn vào cái các điều kiện trong bài thì bước sóng lambda 1, lambda 2, lambda 3 là bước sóng của ánh sáng kích thích, ánh sáng chiếu vào đều có đơn vị là micromet. Vậy là chúng ta thấy ba đại lượng này giống nhau rồi. Như vậy các em chỉ xử lý ở chỗ là các em lấy công thức A, các em đi tìm lambda 0, em chuyển về micromet, rồi sau đó ta so sánh lambda 1, lambda 2, lambda 3. Chúng ta không nên lấy lambda 1 đi tìm epsilon 1, lambda 2 tìm epsilon 2, lambda 3 tìm epsilon 3. Chúng ta làm như vậy thì vẫn được, nhưng quá dài, ta làm tới ba cái toán là như vậy. Là tùy theo dữ kiện của bài toán mà chúng ta biết cách xử lý để giải bài nó ngắn. Vậy trong bài này thầy đi tìm lambda không là HC chia cho A ha. Do năng lượng của nó là đúng rồi, thành ra thầy để vào thầy giải ra được là 2,65 nhân cho 10 mũ trừ 7 mét. Nhưng trên cái ánh sáng chiếu vào của đề là micromet không à, nên mình đổi đơn vị mét ngược lại micromet là 0,265 micromet. Đây là lambda không. Vậy chúng ta xem cái hiện tượng quang điện xảy ra đối với lambda nào. Bắt đầu mình so sánh lambda 1 0,18 so với 0,26 là nó bé hơn, thì là lambda 1 gây ra hiện tượng quang điện. Lambda 2 0,21 cũng bé hơn 0,265, vậy lambda 2 cũng gây ra hiện tượng quang điện. Lambda 3 0,28 nó lớn hơn lambda 0 là 0,265, vì vậy lambda 3 không gây ra. Vậy là dựa vào cái điều kiện mình so sánh như thế đó, chúng ta dễ dàng thấy lambda 1, lambda 2 gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại này. Bây giờ chúng ta chọn câu A, lambda 1 và lambda 2. Thì nội dung bài chúng ta đã học rồi vận dụng vào 4 câu hỏi bài tập. Thì dựa trên kiến thức đó, các em hãy về cố gắng rèn luyện rồi làm cái bài tập giống như cái file PDF mà thầy đưa bài học cho mấy em. Trong đó thầy có để khoảng 20 mấy câu hỏi trắc nghiệm đó, em có thể tự làm, rồi sau đó các em giải quyết 10 câu hỏi trắc nghiệm ở cuối bài này thì các em sẽ hoàn thành nhiệm vụ của bài học này. Thầy chúc các em học đạt kết quả tốt.